Rồi, phân loại theo cái cách sử dụng đó là dùng để uống nè, dùng để dùng ngoài nè. Thì dùng ngoài thường thường là mình để bôi lên cái vết thương hoặc là rắc trực tiếp lên vết thương luôn để cho vết thương mau khô và mau lành lại. Ưu điểm của cái loại thuốc bột này đó là nó bào chế khá là đơn giản nha, chỉ có nghiền tán nó thôi, và nó kết hợp được nhiều loại dược liệu khác nhau, dễ phân liều, sử dụng thuận tiện và đóng gói cũng như là chuyên chở dễ dàng. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó, bởi vì nó là dạng bột nên là nó rất là dễ ẩm, dễ bị sâu mọt, nó mốc cũng như là dễ bị biến chất. Và đối với lại những cái loại thuốc tẩm thì thuốc bột nó cần có một cái thời gian để hấp thu chuyển hóa nữa, cho nên là cái thời gian tác dụng của nó sẽ chậm hơn là cái dạng thuốc lỏng. Không áp dụng đối với những cái dược liệu mà khó chịu hay là kích ứng cao, thì cái bột nó rất là dễ bị gọi là bốc cái mùi cũng như là nó cái thể chất của nó rất là mịn ha, nên là dễ bị kích ứng đến người sử dụng. Và khi mà mình dùng một cái dược liệu như là cái củ mình nghiền tán ra, thì tất cả trong cái củ đó ngoài cái thành phần hạt chất ra, nó còn có nhiều cái thành phần khác. Thứ nhất đó là hạt chất, thứ hai là những cái thành phần đó nó không có tác dụng, thì mình cũng là trong cái thuốc bột của mình nó cũng gồm có những đó luôn, và cho nên là nó chưa có xuất xuất cái hạt chất ra hoàn toàn so với lại những cái dạng khác. Rồi về cái kỹ thuật bào chế thuốc bột thì đầu tiên là xử lý và phân chia dược liệu nè, thì sau đó là sẽ sấy nghiền vào đây. Ở sấy ở đây á là người ta sẽ sấy đến độ ẩm là dưới 5% ha, nhớ dưới 5%. Rồi mình sau khi mà sấy nghiền vào đây ra thì người ta sẽ được một cái gọi là bột dược liệu đơn. Sau đó thì nếu như mà trong cái đơn thuốc nó có nhiều cái dược liệu với nhau thì bắt đầu là người ta sẽ chọn thành bột ghép ha. Và cuối cùng là đóng gói và kiểm nghiệm. Thì ở cái giai đoạn mà nghiền bột á, mình sấy là dễ rồi đúng không? Bây giờ mình coi cái nghiền ha, nó sẽ có ba cái dạng nghiền. Đó là nghiền trực tiếp, nghiền với chất không gian và thủy phi. Ở trong đông y á, thì người ta dùng những cái bộ, cái công cụ mà dùng để nghiền á, thì thường dùng là cái gọi là cái thuyền máy. Nó có hình giống như là chiếc thuyền, ở giữa nó có một cái bánh xe mình để dược liệu lên và nghiền qua nghiền lại. Tuy nhiên thì cái cách này là khá cổ xưa rồi, nó thủ công. Bây giờ thì người ta đã dùng máy rồi, người ta dùng cái bánh xe thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đối với lại cái nghiền trực tiếp đó, thì áp dụng cho cái dược liệu gọi là nó khô và giòn sẵn rồi, nó dễ nghiền thành bột. Mình có thể là mình nghiền tán riêng từng loại hoặc là mình nghiền tán chung nhiều loại với nhau, tùy theo thôi. Nếu như mà nó thể chất nó đồng đều với nhau thì mình mới nghiền tán chung được. Còn cái phương pháp này nghiền với chất không gian á, thì một số cái dược liệu nó có cái tính dẻo như là mạch môn hay là thiên môn, hay là dược liệu nó có nhiều đường như là thuộc địa chẳng hạn, dược liệu thì có nhiều chất nhộ như là vũ hương vân vân, thì những cái loại dược liệu này á nó dễ bị bết dính khi mà nghiền. Chính vì vậy mà người ta cần phải trộn thêm với một số cái loại là bột khô để cho nó hút ẩm cũng như là nó cái cối nó không bị dính quá dày ha. Còn cái thủy phi á, đó là một cái nghiền, cái phương pháp mà nghiền tán ở trong nước, nó áp dụng chủ yếu cho những cái dược liệu là kháng vật. Rồi chúng ta sẽ đi qua những cái lưu ý này. Các bạn có cái slide đó rồi đúng không? Tôi đã gửi rồi. Mình về mình vừa đọc giáo trình và mình vừa xem slide đó, thì những cái câu hỏi mà các cô cho thì đều nằm ở trong hai cái này, một là giáo trình, hai là slide thôi, không có cho gì đúng không các bạn. Rồi cái nguyên tắc mà trộn bột ghép đó là đồng lượng, ít trước nhiều sau và nặng trước nhẹ sau. Thì cái bột thuốc nào
mà nó có số lượng ít thì mình sẽ cho nó vào trước, sau đó thì sẽ cho cái những cái lượng khác nhiều hơn, mà theo cái nguyên tắc đó là cái khối lượng ở trong cái gói bao nhiêu thì mình sẽ cho cái lượng bột vào bằng y với cái các khối lượng mà đã có sẵn ở trong gói. Thì người ta gọi cái phương pháp đó là phương pháp trộn đồng đường. Rồi cái bột bút nào mà có tỷ trọng lớn thì sẽ cho vào trước, và có tỷ trọng nhỏ thì sẽ cho vào sau. Mình qua đây mình sẽ coi một cái ví dụ, một cái công thức đó là bột lọc nhất thì nó có 5g bột cam thảo và 30g bột hạt thành. Thì cái cách trộn của mình đó là mình sẽ cho cái nhỏ vào ha, mình sẽ bắt đầu từ cái nhỏ. Tuy nhiên thì cái bột hạt thành nó có tỷ trọng lớn hơn cam thảo, cho nên là với lại một cái cối thì mình sẽ cho 5g hạt thành vô trước để lót cối, sau đó mình sẽ cho cái 5g bột cam thảo và sau đó thì mình trộn đều lên. Thì lúc này ở trong cái cối của mình là đã có 10g rồi đúng không? Thì tiếp theo thì mình sẽ cho 10g bột hạt thành vô nữa, thì mình đã có tổng cộng là 20g không? Thì bước tiếp theo của mình lại cho 20g cái bột hạt thạch kế tiếp. Tuy nhiên thì cái bột hạt thạch lúc này là nó đã hết rồi, thì mình còn lại mình có còn bao nhiêu thì mình sẽ cho vào bấy nhiêu. Thì đó là cái nguyên tắc trộn đồng lượng nha các bạn, trộn đồng các bạn ha. Tức là cái khối lượng ở bên trong cái gói là bao nhiêu thì nó sẽ bằng với cái khối lượng mà mình sẽ cho vào bước tiếp theo. Và mình nhớ cái nguyên tắc là cái nào mà ít thì cho trước, hoặc cái nào mà có tỷ trọng cao thì cho trước. Rồi cái sau cái này sau khi mà nghiền trộn trong cối trong máy thì mình phải rây lại và cái vỡ rây ha, ở đây thích hợp. Còn cái phần mà kiểm soát kiểm nghiệm với bảo quản thì mình tập trung quá trình ha. Rồi mình sẽ qua một cái dạng thuốc khác, đó là cung cấm. Thì cái cung cấm này nó sẽ được điều chế từ cái thuốc bột mà mình vừa mới được học xong. Đây là một cái dạng thuốc rắn nhỏ xốp hoặc là sợi rắn, tùy theo cái rây nó, cái rây nó xoay như thế nào. Thì thông thường nó có cái thuốc là và một cái đặc biệt của nó là nó bào chế, nó có thêm một cái tái dược dính. Và cái cấm này mình có thể dùng trực tiếp. Các bạn còn nhỏ thì chắc chắn là bạn nào cũng đã dùng qua cái loại thuốc cấm này rồi đúng không? Cấm để cấm bổ hay là cấm để ăn ngon, mình đã từng uống qua rồi. Rồi ưu điểm của cái cấm này là nó bào chế đơn giản, dễ phân liều. Nó hấp thu nhanh hơn là cái thuốc bột hồi nãy nâng, và nó cũng làm giảm cái thuốc khói lượng. Tuy nhiên thì nó có cái nhược điểm đó là nó dễ bốc ẩm, dễ biến chất, và tác dụng của nó thì mặc dù là nó nhanh hơn cái thuốc bột hồi nãy nhưng mà nó vẫn chậm hơn là cái thuốc dạng lỏng. Rồi không áp dụng với lại cái dược liệu mùi khó chịu và mùi thích ứng sao. Thì những cái dược liệu mà nó có mùi khó chịu và có cái tính thích ứng này thì mình người ta sẽ sử dụng những cái phương pháp bào chế khác nó phù hợp hơn với những cái dược liệu này đó, để giảm cái mùi vị khó chịu của nó. Tại vì dù một cái thuốc mà nó tốt như thế nào nhưng mà người bản thân của mình sợ không muốn uống và chơi dở thì mình cũng khó mà tuân thủ cái phác đồ điều trị của bác sĩ được. Cho nên là quan trọng là nó phải dễ uống với bệnh nhân. Rồi kỹ thuật bào chế thuốc cấm thì đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý cái dược liệu. Thì dược liệu có nguồn gốc thông thường là từ thảo mộc, khoáng vật hay là động vật, khá là cái nguồn gốc khá là phong phú ha. Và tùy theo cái bản chất dược liệu mà mình áp dụng cái phương pháp xử lý nó thích hợp. Thứ nhất là có thể là nấu cao, thứ hai là nghiền bột. Nếu như mà nấu cao thì nó sẽ áp dụng cho đa số cái dược liệu. Đó là mình sẽ dùng cái dược liệu đó mình chiết với lại một cái dung môi nhất định, một cái dung môi phù hợp ha. Và sau đó thì mình sẽ được cái dịch chiết. Từ cái dịch chiết đó mà mình bắt đầu mình nấu lên, mình cô lại. Thì ở đây các bạn khi các bạn học dược liệu thì đã được làm quen cái từ cô cao rồi đúng không? Và mình sẽ chiết ra được một cái dịch chiết từ cái dược liệu, có nghĩa là mình cho nước hay là cho bột hay cho cái gì đó, mình cho cái dược liệu vô. Ví dụ như là cái chiết
bàn nước nóng thế nên chúng ta một chiếc bàn nước nóng thì mình sẽ cho cái dược liệu nấu với lại nước và đun sôi cái thời gian nhất định. Sau đó thì mình sẽ lấy cái dịch chiết đó, thì cái dịch chiết mình loại bỏ loại cái bã ra, thì cái dịch chiết đó được gọi là dịch chiết dược liệu. Thì từ cái dịch chiết đó bắt đầu là mình sẽ cho vào một cái nồi khác, mình đun nó lên thì nó sẽ cạn từ từ lại, và tùy theo nó cạn lại cái mức độ nào thì mình gọi cái đó là cao hơn. Nếu mà nó cạn lại 50% thì gọi là cao lỏng, cao lỏng 1:1. Còn nếu như mà nó cạn hơn thì có thể là gọi là cao đặc, hay là cao mềm, hay là cao khô, tùy theo cái phần cao độ ẩm của nó. Thì một lát nữa mình sẽ học qua cái phương pháp điều chế cao thuốc thì sẽ được nói rõ hơn nha. Rồi, ở đây á thì cái hút cơm này có thể là nấu lượng thành là cao lỏng hoặc là cao đặc. Còn đối với lại phương pháp nghiền bột thì nó sẽ áp dụng với lại những cái dược liệu mà nhiều bột như là hoài sơn, cái dĩ nè, hoặc là những cái dược liệu mà nó không chịu được cái nhiệt độ cao, phải nghiền cái nhiệt độ cao thì nó sẽ bị mất hoạt chất hay là nó biến chất, hoặc là những cái dược liệu mà nó mỏng manh như là hoa lá hoặc là dược liệu mà có chứa nhiều tinh dầu. Rồi còn ngoài ra thì những cái dược liệu mà dù để điều hương điều vị thì mình cũng có thể dùng cái phương pháp nghiền này để mình cho một ít nó tạo cái mùi vị dễ chịu. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành tạo cơm. Bây giờ mình sẽ đi vào từng bước cụ thể. Đầu tiên là nghiền bột. Rồi tạo cơm thì mình sẽ kết hợp những cái bột thuốc hay là cao thuốc hay là cái thái dược để tạo ra một cái khó dĩa không có dính tay. Thì để mà tạo thành cái khó dĩa thì nó mình sẽ cần đến cái thái dược dính ha, thái dược dính. Rồi khi mà tạo thành cái khó dĩa rồi á thì mình sẽ sát hạt qua đây và sau đó mình sẽ thấy khô lại. Cái kích thước của hạt cơm là nó sẽ phân từ 0.5 cho đến 1 mm. Đây là công thức của cơm cổ tỳ. Rồi cái tiếp theo mình sẽ qua cái thuốc hoàng và thuốc tể. Còn ở trong giáo trình của mình có một cái dạng đó là trà thuốc, các bạn thì tự động ha. Rồi thuốc hoàng và thuốc tể thì nó có dạng hình cầu, trước tiên là nó có dạng hình cầu. Nó được chế từ cái bột hồi nãy cái đầu tiên mình vừa được học xong ha. Nó được chế từ cái bột và cái tái dược chính để tạo thành một cái viên hoàng hình tròn. So với lại cái thuốc lỏng và cái thuốc khác thì cái thuốc hoàng nó sẽ hấp thu chậm hơn, nhưng mà ngược lại thì cái thời gian tác dụng của nó kéo dài hơn. Thì đây là một cái dạng thuốc mà nó ưa dùng trong cái chế phẩm bao bì của mình. Bình thường là mình dùng để uống thôi, chứ không có ai mà dùng để thuốc hoàng để bôi hay gì các bạn ha. Rồi để phân loại theo cái thuốc hoàng và thuốc tể, thứ nhất đó là người ta sẽ phân loại theo cái phương pháp bào chế, là dù viên mình chia hay là viên từ cái việc mà bao viên ha. Thì đối với lại viên chia thì người ta sẽ dùng cái bàn cái viên, thì cái kích thước của nó rất là lớn ha. Còn đối với lại viên bao thì người ta sẽ dùng một cái nồi để bao viên. Ở trong cái phòng bào chế của mình á, ở bên cơ sở bên kia thì nó có một cái nồi bao viên đồng đò. Thì khi nào các bạn học cái thực hành chế biến dược liệu thì các bạn qua các bạn thấy nha, nó có một cái nồi bao viên khá là to và nó tròn. Cái đó thì dùng để bao viên cho cái nhân vô, xong rồi cho cái tái dược dính vô, rồi xong cái máy đó nó sẽ quay vòng 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 và nó sẽ đắp cái tái dược dính vào trong cái viên hoàng. Cái viên hoàng của mình nó sẽ to lên từ từ từ. Rồi cái đoạn mà cái bao viên bằng cái nồi thì cái thuốc nó nhỏ hơn là cái phương pháp chia viên. Cụ thể ha, thì cái viên hoàng với lại viên tể thì nó là đều hình tròn hết, nhưng mà nó khác nhau ở cái những cái chỗ sao. Thứ
thường. Viên hoàng thì nó sẽ viên nhỏ tầm khoảng là dưới 1,5 cho đến 0,5 gram. Còn viên sảy thì từ 4 cho đến 12 gram một viên lần. Và cái phương pháp mà bào chế thì cái viên hoàng thì dùng cái phương pháp là bao viên bằng cái nồi bao viên thì là cái cuốn lắc. Còn đối với lại cái viên tẩy thì mình sẽ dùng cái bàn chi viên. Rồi tái dụ chính thì đối với lại viên tẩy thì người ta sẽ chỉ dùng cái mật ong thôi, người ta dùng cái mật ong để làm cái tái dụ chính. Còn trong khi đó thì cái viên hoàng đó, thì người ta sử dụng nhiều cái loại tái dụ chính khác nhau, chẳng hạn như là cái cao dược liệu, cái hồ tinh bột hay là cái mật ong, nhưng mà mật ong loãng ha. Rồi cách sử dụng thì cái viên hoàng cái kích thước của nó nhỏ nên là hoàn toàn mình có thể uống được, mình nuốt được, nuốt với nước. Còn đối với lại cái viên tẩy thì chỉ nhai rồi mới nuốt. Rồi ưu điểm của cái loại mà viên tròn nè, viên hoàng, viên tẩy này thì nó bào chế khá là đơn giản. Mùi vị của nó thì được che lấp bởi cái tái dụ chính, chẳng hạn như là cái mật ong đó các bạn, thì cái mùi vị khó chịu được che lấp đi ha, trong khi là cái thuốc bột như là thuốc cớm của mình thì khó có che lấp được. Rồi nhược điểm của nó là nó sẽ dễ hút ẩm, dễ nấm mốc, và cái tác dụng của nó là tác dụng nó chậm hơn, do là nó có cái tái dụ chính. Nó phải qua một cái thời gian để cho viên hoàng nó thay rã và nó có tái các cái tiểu phân bột giải phóng hoạt chất để phát huy tác dụng, cho nên là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Rồi những cái tái dụng mà dùng để điều chế thuốc hoàng thì đây là một cái đầu tiên là tái dụng chính đó. Thì trong cái điều chế cái thuốc hoàng đó thì cái tái dụng chính là cái tái dụng mà quan trọng nhất. Nó giúp liên kết các tiểu phân lại với nhau, nó làm tăng cái tác dụng điều trị, dễ bảo quản và nó điều trị, đặc biệt là khi mà mình dùng cái tác dụng chính là mật ong thì nó còn có tác dụng là nó kháng khuẩn và hồi bổ nữa. Ngoài cái tác dụng là nó điều trị ra, nó hạn chế được cái mùi vị khác cái khó chịu của dược liệu của mình. Rồi ngoài ra thì nhiều loại bột dược liệu còn là nhiều chất, nhưng mà đồng thời cũng là tái dụng chính giờ thể lỏng, tức là nó khi mà mình nấu lỏng ra thì nó có cái tác dụng là nó đóng vai trò như là một cái tái dụng chính luôn, nó liên kết các cái tiểu phân khác trong cùng một đơn uống với nhau. Rồi yêu cầu của cái tái dụng chính này đó là nó phải có cái khả năng là kết dính tốt nè, dễ tan rã để giải phóng hoạt chất trong cái đường tiêu hóa nhiều hơn. Rồi cái tính chất của nó là nó phải ổn định, nó không có cái phân tử với những cái hoạt chất ở trong cái thành phần nó. Rồi có khả năng che giấu được mùi vị khó chịu, có thể kết hợp với tác dụng của nhiều chất ha, cải thiện mùi vị khó chịu, cải thiện và cải thiện tăng cái tác dụng của thuốc, thuận lợi cho việc sấy khô bảo quản, giúp cho viên bóng đẹp. Việc lựa chọn tác dụng chính thì còn phải phụ thuộc vào bản chất của từng loại dược liệu ha, tùy theo cái từng loại dược liệu mà mình chọn cái tác dụng chính nó phù hợp. Rồi một số cái tác dụng chính thường gặp khác đó là nước nè, hay là dịch tiết dược liệu luôn, hồ lãng hoặc là hồ đầm hoặc là mật ong. Thì đó với lại nước đó, thì tốt nhất là nước cốc, tại vì bản chất bản thân nước đó thì không có khả năng dính, nhưng khi mà nước tiếp xúc với lại cái bột dược liệu đó, thì nó sẽ thấm vào cái loại dược liệu, hòa tan một cái số chất mà có độ nhớt ở trong dược liệu ra, như là đường hay là chất này nè. Rồi cái tái dụng, nếu mà mình sử dụng cái tái dụng dính là nước đó, thì nó có một cái lợi điểm, đó là pH của nó trung tính hơn, và nó rất là dễ tìm đúng không các bạn, dễ tìm và dễ tìm. Nhược điểm của cái tái dụng dính là nước đó, thì đó là nó có cái nhược điểm là cái độ dính của nó thấp hơn, không có cao. Rồi cái dịch tiết từ dược liệu thì mình khi tôi mới nhắc tới, nó một số cái dịch tiết thì nó có tác dụng là nó có cái tính dính, được dùng là tái dụng dính luôn. Còn hồ thì mình sẽ dùng hồ tinh bột, và
tùy theo cái dược liệu của mình á. Nếu như mà dược liệu của mình là có tính chín sẵn thì mình sẽ dùng cái hồ lãng thôi. Còn nếu như mà cái dược liệu mà nó có nó phân đã với nhau thì nó khô tơi, nó không có tính chín thì mình sẽ dùng hồ lãng lại. Còn mật ong thì sẽ dùng cho, đặc biệt là chủ yếu là dùng trong cái bào chế vi thể. Rồi ngoài cái tác dụng chính ra thì còn có một số cái tác dụng khác như là tác dụng độn, tác dụng rã, tác dụng để điều trị, điều hương, tác dụng bao, tác dụng đánh bóng, vân vân. Mình sẽ qua cái quy trình điều chế. Đầu tiên là điều chế vi thể. Điều trị của nguyên tròn ha, mình sẽ lấy cái hạt có sẵn thôi.
rồi sau đó thì có cái nhân rồi thì mình sẽ bao nguyên. Thì khi mà có cái nhân xong thì bắt buộc là mình phải sấy khô cái nhân, và sau đó thì mình sẽ cho trong cái nồi bao, và mình thêm cái lá dừa và quay nó, quay cho cái mặt viên nó ẩm đều. Sau đó thì mình thêm cái bột, có nghĩa là sao các bạn, có nghĩa là mình cho cái nhân bao, mình cho cái nhân vào, sau đó mình sẽ cho cái lá dừa kính vào thì nó sẽ quay. Mình thấy nó ẩm thì mình xin bột, mà mình thấy nó khô thì mình thêm cái lá dừa kính. Mình cứ thêm như vậy cho đến khi mà cái viên nó to, nó đến cái kích thước mà mình cần ha. Nghĩa là nó sẽ ấp vô từ lớp, cứ là một lớp đá dược kính, một lớp bột, một lớp đá dược kính, một lớp bột, quay đến khi nào mà nó to dần đến cái kích thước mà mình mong muốn. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay cái bước là áo viên. Thì cái áo viên này nó có cái tác dụng là nó để nó che giấu được cái mùi vị, nó tạo một cái hình thức đẹp, cũng như là nó dễ bảo quản thêm hơn ha. Thì một số cái loại áo hay dùng đó là bột than thảo mộc hay là bột tan, nó gọi là bột hạt thạch. Còn nếu như mà áo cái tác dụng lỏng thì người ta sẽ dùng như là mật ong siro hay là mật bột hay là gơm, tạo một cái màng mỏng bên đầu bên ngoài thôi. Rồi sau khi cái bước mà áo viên xong thì người ta sẽ tán bóng viên. Thì mình sẽ sấy cái viên từ 40 cho đến 60 độ C, độ ẩm là dưới 10%, và mình sẽ quay cho cái viên vào trong cái nồi bao, mình quay thêm 15 cho đến 20 phút nữa ha, cho cái viên nó nhẹ bóng. Rồi khi cái đó là cái phần cái viên hoàng. Cái trà cuốn là các bạn xem trong giáo trình nha. Và bây giờ mình sẽ qua cái thành phẩm là thuốc lỏng. Nhập cái báo cáo 30% cho cô Phương rồi đúng không? Dạ rồi. Ok. Rồi cuối giờ ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một cái game giống như hôm bữa ha. Cái đó là như là các bạn chơi trong cái web là kahoot.biz đó, thì mình sẽ chơi được luôn, không cần mấy cái cài cái phần mềm về, mình sẽ chơi cái đó. Thì có ba bạn là điểm cao nhất đúng không, thì tôi sẽ nói cô Phương cộng điểm cái bài báo cáo cho các bạn, cho ba bạn đó ha. Mình vừa được chơi mà vừa có điểm luôn, đúng quá. Đâu cô đứng rồi, bây giờ mình sẽ qua cái dạng thuốc lỏng. Thứ nhất là cao thuốc ha, cao thuốc. Thì cái cao thuốc thành phần một số cái đặc điểm của nó. Ít nhảy đi. Cao là những cái chất phẩm mà nhu cầu chế bằng cái cách mà mình khô hay là mình sấy cái dịch chiết thu được từ dược liệu. Hồi nãy là nói với các bạn rồi đó, cái dịch chiết là người ta sẽ chiết, ví dụ như người ta sẽ cho cái dung môi và cái dược liệu và người ta chiết thì thu được cái dung dịch lỏng đó. Thì cái dung dịch lỏng nó gọi là cái dịch chiết dược liệu. Và cái cao thuốc là mình sẽ khô được cái dịch chiết đó, khô cạn lại hơn. Thì cái dược liệu của mình trong điều chế cao là có thể là thực vật hay là có thể là động vật. Và cái dung môi á, thì dùng để chiết thì nó phải phù hợp với từng loại dược liệu. Có thể là chiết bằng nước, có thể là chiết bằng ethanol dược dụng, tùy ha. Còn cái phương pháp chiết thì có thể là mình ngâm lạnh, mình hầm, mình hãm, mình sắc, hay là mình ngâm nhỏ dần, hay là mình chiết ngược dần. Thì nó đa dạng về cái phương pháp chiết.
Rồi cái cao này thì mình có thể là mình dùng trực tiếp hoặc là mình dùng để điều chế cái thành phẩm khác. Rồi thì cái cao cuốn thường thường á, mình khi mà mình bào chế xong thì nó sẽ có cái màu nâu sẫm, màu nâu nâu đậm hoặc là màu đen luôn, tùy cái dược liệu của mình. Rồi cái cao cuốn thực chất nó là gì? Chỉ toàn phần, nó gần giống như là cái cuốn sách, nên là nó rất là quen thuộc với lại cái người dùng của mình. Và cái dạng bào chế này thì thường sử dụng nhiều hơn người dân, nó phù hợp với cái thói quen sử dụng của người dân. Rồi thì cái điều chế cao cuốn á thì nó cũng không cần phải có cái dây chuyền mà quá là phức tạp. Hàng tài ở nhà mình cũng có thể điều chế cái cao cuốn này được nữa. Rồi quay là một số cái cao chẳng hạn như là cao ít mẫu hay là cao lạc tiên. Dược liệu mà dùng để điều chế cao thì thảo mộc chẳng hạn như là hà thủ ô thì mình vừa sử dụng nè, hay là củ gia vị thì nhân sâm nè. Còn đối với lại đậu giọt á thì người ta thường sẽ sử dụng cao rắn hay là cao tắc kè hay là cao hổ, mình thường hay nghe ha. Rồi ưu điểm của cái cao đó là nó tiện dụng, nó phù hợp, rồi nó trang thiết bị của nó thì nó đơn giản để tìm, không có quá phức tạp. Và đây là một cái dạng phun lỏng cho nên là nó sẽ hấp thu nhanh và nó tác dụng nhanh hơn. Hồi nãy mình học những cái dạng phun rắn thì nó sẽ không có tác dụng nhanh bằng phun lỏng. Rồi nhược điểm của cái dạng mà thuốc cao này á thì thành phần của nó cũng phức tạp hơn, nó có nhiều cái nhóm chất ở trong cái quá trình mà nấu cao là khô cao, rồi nó cũng dễ bị nhiễm khuẩn, dễ bị nấm mốc và nó khó uống hơn. Tùy có một số cái dược liệu cái mùi nó rất là khó chịu mà nó khó, nên là dẫn tới là nó khó uống. Để mà phân loại á thì người ta sẽ phân loại theo cái độ ẩm, thứ nhất là cao lỏng thì có thể là tỷ lệ là 1:1 hay là 1:2 đến 1:5, còn trong mềm thì cái độ ẩm của nó là từ khoảng 20 đến 25%, thì còn tôm đặc thì từ 5 đến 20%, còn tôm khô tức là nó đặc, nó rất là khô luôn, tại người ta đem đi đo cái độ ẩm của nó thì nó sẽ dưới là 5%, thì gọi là cao khô. Mình sẽ đi vào từng cái loại cao á, thứ nhất đó là cao lỏng. Cao lỏng thường thường là nó sẽ còn cái nước rất là nhiều, cho nên là cái mùi vị của nó sẽ nghe được cái mùi vị đặc trưng của dược liệu nhiều hơn. Thường là mình sẽ dùng để uống trực tiếp ha, nó dễ hấp thu và nó cũng tác dụng nhanh. Thì cái cao lỏng mà từ tỷ lệ từ 1 đến 1:3 đến 1:5 thì thường áp dụng với lại những cái dược liệu mà rắn chắc, than gỗ, vì khi mà chiết những cái thành phần thì nó sẽ ra ít, dược trình chiết thì nó rất là loãng, không có đủ tác dụng để điều trị. Rồi còn cao đặc với lại cao mềm thì cái cao đặc là cái độ ẩm của nó là từ 5 đến 20%, các bạn nhớ những cái con số này ha. Còn con mềm là từ 20 đến 25%. Thì hai cái loại cao này nó dễ bị mây mốc, dễ bị mất nước và nước căng lâu nó cũng khó khăn nữa. Và khi mà cái cao này nó mình không có dùng trực tiếp, mình để pha chế thành những cái dạng thuốc khác mà thôi. Rồi còn cái cao khô thì đây là một cái khối xốp hoặc là cái bột khô đồng nhất và nó có độ ẩm là dưới 5%. Nó dùng để tạo thành những cái dạng khô khác ha. Cái dược liệu của cái cao khô này là nó sẽ dễ hút ẩm và dễ chảy dính. Rồi mình tiếp theo, nếu như mà phân loại theo cái dung môi á thì mình sẽ có cao nước này, cao cồn hay là cao ethe, thì đó là những cái dung môi mà dùng để chiết cao.
Còn phân loại theo nguồn gốc thì mình sẽ có là cao thực vật hay là cao động vật, từ các cái dược liệu thảo mộc hay là từ những cái con hơn. Và mỗi cái cao này mình sẽ có những cái phương pháp định giá khác nhau tùy theo cái nguồn gốc. Mình sẽ có hai loại, đó là cao thực vật và cao động vật. Thì ở đây đây là cái cách mà điều chế cao thực vật. Thì đầu tiên là mình sẽ phân loại cái dược liệu, mình dựa vào cái thể chất đặc điểm của từng loại dược liệu mà mình sẽ phân loại thành từng nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái nhóm dược liệu mà mỏng manh, hoa lá hạt. Nhóm thứ hai là những cái thể chất mà cứng rắn. Nhóm thứ ba là những cái dược liệu mà nó có thể chất dẻo. Và nhóm thứ tư là những cái dược liệu mà nó có thể chất dầu. Thì mình sẽ loại nó ra. Thì cái việc mà phân loại này nó sẽ giúp cho mình phân chia cái dịch tiết nó được chủ động hơn. Và sau đó thì mình phân loại xong thì mình sẽ đi rửa dược liệu ha, để làm sạch, loại bỏ những cái tạp chất, những cái vết bẩn mà nó bám vào trong cái dược liệu ha. Rồi sau đó thì mình sẽ phân chia dược liệu. Cái mục đích mà phân chia dược liệu này là để cho cái dung môi nó dễ hấp vào dược liệu. Mình sẽ cắt cái dược liệu ra nhỏ nhỏ ra hơn để tăng cái diện tích tiếp xúc giữa cái dược liệu với lại dung môi. Từ đó thì nó sẽ làm tăng cái khả năng tiếp xúc các thành phần trong dược liệu. Và cái bước tiếp theo là mình sẽ tiếp xúc. Thì tiếp xúc thì nó có nhiều cái phương pháp ha. Phương pháp trần, phương pháp sắc, rồi phương pháp nhân lạnh, nhân nhỏ giọt, chiết ruột trồng. Thì nếu như mà lại tiếp xúc bằng cái phương pháp nấu thì mình sẽ cho cái dược liệu vào trong cái mình sẽ cho cái dược liệu vào trong cái nồi trước, sau đó mình sẽ cho vô môi và nó nhập khoảng từ 10 đến 15 cm đó. Có nghĩa là nó cái dung môi nó cao lên khoảng 10 đến 15 cm và mình để đó mình ngâm có một thời gian 1 đến 2 giờ để cho cái dược liệu nó chưng nở ra. Sau khi 1 đến 2 giờ mà nếu như mà mình thấy nó chưng nở mà nó cạn á, cái nước mà nó hụt đi thì cái dung môi nó hụt đi thì mình phải chăm thêm cái dung môi nó cao lên 10 đến 15 cm rồi bắt đầu là mình sẽ bắt lên trên bếp mình nấu. Thì trong cái quá trình mà mình nấu, nếu như mà nước mình nó bị cạn xuống á thì mình phải chăm thêm nước sôi nha, không có chăm thêm nước nguội nữa. Rồi cái thời gian mà mình nấu á, thời gian mình chiết xuất thì nó tùy thuộc vào cái thể chất của dược liệu. Nếu như mà là cái dược liệu mà nó cứng rắn á, nó khó chiết xuất thì mình sẽ chiết xuất cái thời gian nó dài, thì tầm khoảng là 4 đến 6 giờ một lần, mà mình sẽ chiết làm 3 lần. Còn nếu như mà dược liệu mình là những cái dạng mà nó mỏng manh hoa lá dễ bay hơi như là tinh dầu thì mình sẽ chiết thời gian ngắn là từ 2 đến 3 giờ, mình chiết một lần thôi. Rồi mình sẽ rút cái dịch tiết. Khi mà mình luôn cạn còn phải đúng không, gần hết thời gian rồi, ví dụ như là cái dịch tiết của mình chiết cái dược liệu mà cứng rắn là từ 4 đến 6 giờ đi, thì tầm khoảng 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng 45 phút, thì gần hết thời gian rồi, mình xem, mình quan sát mà mình luôn cạn được 1/3 chưa. Nếu mà được 1/3 rồi á thì mình sẽ lấy cái dịch 1/3 đó, sau đó thì mình sẽ bổ sung cái dịch tiết vô tiếp, mình sẽ bổ sung cái dung môi vô tiếp để mình đun tiếp, và mình làm như vậy là 3 lần ha. Cái lần mà cuối cùng á, cái dịch tiết cuối cùng á, mình có thể mình trộn chung với lại cái 2 cái dịch tiết kia, hoặc là nếu như mà mình còn cái mẻ nữa thì mình sẽ dùng cái dịch tiết lần 3 đó làm dung môi cho cái mẻ sau. Rồi ngoài đó là cái phương pháp mà nấu. Ngoài ra thì mình còn có phương pháp ngâm lạnh và ngâm nhỏ giọt, nó sẽ là nấu kiện ha. Rồi cái bước tiếp theo, cái bước cuối cùng đó là cái bước khô cao. Thì đây là cái giai đoạn nó quan trọng nhất trong cái quy trình mà điều chế cao thực vật của mình. Thì mình sẽ dùng cái dược tiết đó, mình cho qua một cái nồi khác, mình đun lên cho nó cạn xuống từ từ. Và khi mà nó gần cạn nó thì các bạn sẽ thấy là nó rất là dễ bị khét ở dưới, cho nên là lúc đó mình cần phải lấy cái đũa mình khuấy đều tay hơn. Khi mà nó trở thành cái mình thấy nó trở thành cao mềm hay là cao đặc rồi á, muốn nó trở thành cao mềm cao đặc
thì mình sẽ luôn chắc thử ý chứ, nếu như mà đặt đó mình không thể nào mình thấy chắc chắn là nó sẽ khác, mặc dù mình có thấy liên tục quá nhưng mà nó bạn quá thì nó cũng khác. Cho nên là lúc này là mình sẽ xót ra một cái ca, mình đưa chắc thử ý nó hơn. Và trong quá trình mình luôn chắc thử ý thì mình cũng phải thấy về tay. Còn nếu như mà điều chế cao khô thì mình sẽ dùng cái phương pháp là sấy. Cái kiểm nghiệm chất lượng cao với lại bảo quản thì mình tập trong chương trình hơn. Rồi mình sẽ qua cái kỹ thuật còn chế cao động vật. Thì cái cao động vật này nó có một cái số cái lưu ý, nó cũng khá là giống với lại cao động vật nhưng mà nó cũng có một số cái khác. Thứ nhất đó, là nó khác ở cái chỗ là xử lý nguyên liệu. Thì đây là động vật cho nên là cái khâu mà xử lý nước nó phức tạp hơn là thực vật nhiều hơn. Và khi mà mình điều chế cái cao động vật này hầu như là mình sẽ điều chế thành cao đặc hơn, cao đặc hoặc là cao mềm. Hầu như là không có điều chế ở những cái dạng cao khác. Cao động vật thì thường thường là người ta sẽ dùng để uống trực tiếp, ít khi là làm nguyên liệu cho những cái dạng uống khác. Và chủ yếu là để bồi bổ cơ thể tiếp hay là giữ nguyên cái bệnh về xương khớp như là cao cổ hay nhẹn nâng. Rồi về cái xử lý nguyên liệu ở đây là cái khâu quan trọng nhất nè, tại vì nếu như mà mình xử lý không có đúng á thì nó dễ bị khói lửa và ô nhiễm môi trường á, tại vì cái động vật của mình thì nó có sáu có chứa cái hàm lượng protein á. Rồi chọn lựa nguyên liệu, nếu như mà cái cao của mình, cái nguyên liệu của mình là xương thì mình sẽ chọn cái xương chắc nặng nè, rồi dùng xương của những cái động vật, không có dùng xương của những cái động vật mà bị ngộ độc xúc độc ha. Rồi đối với lại cái những cái bộ phận mà không phải là xương á thì phải dùng cái còn tươi ha, không có bị khói lửa biến chất. Còn nếu mà dùng cái con mà toàn thân thì chắc chắn là cái con này nó phải khỏe mạnh, không có bị bệnh tật ha, nó hùng dũng. Rồi mình xử lý nguyên liệu mình sẽ qua hai cái giai đoạn chính. Thứ nhất là giai đoạn mà loại tạp chất. Nếu như mà nguyên liệu là xương và sườn á thì cái tạp chất là gì các bạn? Nếu mà là cái dụng thì mình cần, nó là mình cần cái xương thì cái tạp chất là mình còn gọi là gì? Thịt, là thịt hơn, là mỡ. Còn nếu như mà là dược liệu là nguyên liệu là toàn thân thì mình sẽ bỏ cái gì? Lòng nội tạng đúng không? Mình sẽ bỏ cái đó hơn. Lòng nội tạng. Rồi sau khi mà mình loại bỏ cái tạp chất xong thì mình sẽ thử cái mùi hôi của nó ha. Nếu như mà là xương thì mình có thể thẩm rượu nè, gừng nè, lá trầu nè, ngải cứu nè. Còn nếu mà là toàn thân thì mình sẽ sử dụng củng gừng nè, sa nhân nè. Mình ủ lại nó để cho nó mất đi cái mùi tanh khó chịu. Rồi tiếp theo cái bước thứ hai đó là cái bước nấu cao. Thì đối với lại cái dược liệu hồi nãy là đọc thân vật hồi nãy á, thì nếu như mà dược liệu cứng thì mình cũng nấu từ 4 đến 6 giờ đúng không? Còn đối với lại cái dược liệu là động vật thì mình phải nấu cái thời gian nhiều hơn, đó là 24-48 tiếng ha, và nấu như vậy là 3-4 lần luôn. Rồi và nó cũng dễ cháy khét cho nên là mình phải cẩn thận ha. Rồi sau khi nấu cao xong được cái dịch tiết rồi, mình sẽ tiến hành khuôn cao. Cô cao thì mình trước khi mà mình cô thì mình sẽ lọc cái dịch tiết đó và phải lọc nóng, tại vì nếu như mà mình lọc để nguội thì cái protein và cái acid amin nó sẽ tạo thành một cái dạng keo rất là khó lọc, cho nên là cần phải lọc nóng rồi mới cô cao. Để mà cao có mùi thơm thì khi mà mình cô mình có thể thêm tinh dầu vô ha, hoa bưởi và tinh dầu, mấy cái loại tinh dầu để cho nó thơm và mình thấy đều lên. Rồi khi mà mình cô xong thì mình cho ra cái khay gì đó, xong rồi mình cho dầu mỡ rồi mình cắt từng lớp gì đó, thì các bạn sẽ xem ở trong cái giáo trình của mình ha, cũng như là cái kiểm nghiệm và bảo quản như thế nào thì mình sẽ xem trong giáo trình của mình. Rồi mình sẽ qua một cái dạng mà thuốc nước khác, đó là siro. Siro
Thường thường là dùng cho cái bé rất là dễ sử dụng như bé thôi. Siro thì nói tới siro thì mình sẽ nhớ ngay là những cái dạng bút lọc mà nó ngọt, dễ uống. Và cái nồng độ đường của siro là nó phải đúng là 64% thì mới gọi là siro ha. Thì người ta không gọi ra siro đơn và siro thuốc. Siro đơn là cái dạng mà dung dịch là nó chỉ có nước với đường thôi thì gọi là cái siro đơn. Còn cái siro thuốc thì nó có, sẽ có thêm cái dược chất dược liệu ở trong đó thì gọi là siro thuốc ha. Ngoài ra thì hiện nay trên thị trường thì mình có một cái loại gọi là siro khô. Siro khô là khi mà mình sử dụng thì mình mới cho nước vào. Rồi ưu điểm của cái siro này đó là cái phương pháp bào chế của nó khá là đơn giản và nó bảo quản tốt bởi vì cái lượng đường nó cao, nó hoạt chất cao rồi vị ngọt, dễ uống, có thể sử dụng cho trẻ nhỏ. Nhược điểm của cái siro này đó là nó sẽ giải bị những cái vi sinh vật nè, nấm mốc nè, rồi cái thể tích của nó còn kềm, khó vận chuyển và khó cái chia liền chính xác. Rồi cái hoạt chất, nhiều khi cái hoạt chất nó dễ bị hỏng trong cái môi trường nước, và đặc biệt một cái là nó không có sử dụng được cho những cái người mà phải kiêng đường như là mình thái tháo đường ha, không có sử dụng được. Rồi mình sẽ qua cái phục hồi chế siro. Thì sẽ có hai loại, đó là bào chế siro đơn và bào chế siro thuốc. Trong cái bào chế siro đơn thì nó có hai phương pháp, đó là phương pháp nóng và phương pháp nguội. Đầu tiên đó là phương pháp siro đơn nguội. Thì cái công thức của nó đó là đường là gồm có 180g, nước là 100ml, xong mình cho hai đo đường và nước mình khuấy đều lên, mình lọc thì mình sẽ được cái gọi là cái siro đơn nguội. Và cái tiêu chuẩn của cái siro đơn nguội này đó là ở 20 độ C thì cái chỉ trọng siro là phải là 1.32. Và mình có thể có một cách nữa là mình cân ha, một lít siro là mình sẽ cân được bằng 1.314g thì nó mới đạt chuẩn. Rồi còn nếu như mà là mình điều chế đến phương pháp siro nóng thì cái đường cát là 165, nó cái lượng đường thì nó ít hơn là cái siro nguội. Tại sao các bạn? À đúng rồi ha, tại vì nước nó sẽ bốc hơi đi, cho nên là cái đường mình sẽ dùng là nó thấp hơn. Tại cái đường mà mình sử dụng để điều chế siro này đó là đường saccharose dược dụng ha. Rồi tiêu chí của cái siro đơn nóng thì đó là 105 độ C thì cái siro nó phải có cái tỷ trọng là 1.26. Ở trong cái giáo trình của mình thì nó có ra nguyên một loạt luôn, nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ cho cô là hai cái thôi. Cái thứ nhất đó là siro nguội là 20 độ C tỷ trọng là 1.32, còn siro nóng là 105 độ C tỷ trọng là 1.26. Mình chỉ nhớ hai cái này thôi ha. Một lít siro nóng thì mình phải cân được là 1.260g. Rồi cái phương pháp mà điều chế nóng này á thì nó có cái ưu điểm là nó hòa tan nhanh, nó lọc nhanh, nó hạn chế được cái nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhưng mà cái dược liệu của nó là nó có thể bị caramel hóa hoặc là nó làm thành cái chế độc nó có màu hơn. Rồi mình qua cái điều chế siro thuốc. Thì siro thuốc thì mình sẽ có hai cái cách sau. Thứ nhất đó là mình hòa tan cái dược chất hoặc là cái dung dịch dược chất vào trong siro đơn, có nghĩa là mình điều chế cái siro đơn trước, sau đó thì mình sẽ cho cái dược chất vào. Còn cái cách thứ hai đó là mình sẽ cho cái đường vào trong cái dung dịch dược chất. Thì ở trên slide của mình đó là cái phương pháp là mình sẽ đã có cái phương pháp thứ nhất đó là mình đã có cái siro đơn rồi, mình đã làm cái siro đơn sẵn rồi ha. Sau đó mình sẽ cho cái dược liệu vào. Cái dược liệu này thứ nhất là cái dược chất dạng bột, cái thứ hai là mình đã chiết xuất cái dược liệu này rồi, tùy theo cái dược liệu ha. Rồi sau đó mình khuấy đều, mình làm trong và mình đóng chai. Kiểm nghiệm thì các bạn đọc trong giáo trình của mình ha. Rồi mình sẽ qua cái
một cái dạng nữa, đó là dạng rượu. Thì đây là một cái dạng mà mình thở nhà mình thấy ông bà cha mẹ của mình rất là hay tự chế ra hơn, hay tự ngâm, có thể là từ động vật hay là có thể là từ động vật hoặc là thực vật nè, rất là đa dạng, dùng để uống hay là dùng để pha ha, pha bớt. Có hai loại, có loại để pha. Các bạn có thấy cái rượu cút, cái rượu mà người ta ngâm con rắn không, rắn hổ mang, thì cái con rắn hổ mang thì các bạn thấy là nó bình mang ra đúng không, và nó cao lên dài. Thì cái con mà cái bạn có thắc mắc là cái con rắn mà nó chết nó đâu có bình mang ra đâu, thì tại sao rồi người ta ngâm rượu thì cái mang nó còn ra và nó dị ứng lắm vậy? Hả? Có tự hỏi được không? Có thắc mắc, có bao giờ thắc mắc vậy không các bạn? Các bạn nào biết không? Các bạn có khi nào về có ai thăm chạy rắn đồng thăm chưa? Chưa. Hồi đó là tôi có dịp đi về dưới đó, là tại vì học bên dưỡng á, thì đâu cũng tùy theo năm thì được thầy cô nhắc từ đó để tham quan và để chạy rắn thành tâm. Thì ở dưới nói là chạy rắn thì chắc chắn ở dưới là người ta nuôi toàn là rắn không ạ, và rắn ở dưới á, những cái người nuôi nó rất là dạng các bạn. Đối với lại những cái con rắn mà không có đầu á, là họ sẽ có những cái ô ha, và sẽ xây những cái ô xi măng ở trong cái ô đó thì nó sẽ có một cái cây và con rắn nó sẽ nằm ở trên cái cây đó. Và nếu như mà rắn không có độc á thì cả mấy trăm con nó đều tập hợp lên cái cây đó. Mình đứng ở ngoài đây ha, có một cái ô xi măng đầy cái cây rắn ở trong đó, thì bắt hay là chầm nó hay là rút ghe gì nó không sao hết á. Tôi là người rất là sợ rắn, mà ở đó 4 ngày về là không biết sợ rắn luôn á, cảm thấy là con rắn đáng yêu lắm. Mà sau khi mà sau đó cái cảm giác qua rồi bây giờ lại sợ lại. Nên là mấy bạn rủ là hồi hồi nào đi xuống dưới chơi biết thì cho con sợ rắn. Thì cái con rắn đó là cái người đó họ bắt cho mình, họ bắt cho mình coi rồi mình cũng cầm nó, mình vuốt ve nó, mình để lại cho người của mình ha, không có sao hết. Tại vì nó không, thứ nhất là nó không có cắn, nó dạng người lắm, nó dạng người, nếu như mà mình không có làm nó đau thì nó sẽ không có cắn mình. Nó không có độc, thì cái đó đó là cái con rắn không độc. Còn những cái con rắn mà cái con loại rắn thứ hai á, đó là cái loại rắn mà rắn lục, mà cái đuôi nhỏ, đầu nó hình tam giác, rắn đó là rắn độc đúng không? Thì người ta cũng có một cái ô như vậy, thì nó thì số lượng nó ít hơn, và cái con này thì đứng, tụi tôi đứng xa xa đi xíu, còn mấy người đó thì họ cũng bình thường. Cái loại rắn thứ ba đó là rắn cặp nông. Rắn cặp nông thì lúc này là cái ô mà cao nữa, mà nó nằm ở dưới lòng đất, đào cái ô ở dưới đất, rồi nó nằm ở dưới, thì có cái khoảng mà ba con con ở dưới. Thì cái rắn cặp nông là các bạn phân biệt được không? Nó như thế nào? Nó từng đoạn, hồn nó chạm vào nhau đúng không? Đoạn. Thì cái người mà hướng dẫn á, họ nhảy xuống dưới cái đó luôn, nhảy xuống dưới cái ô đó luôn, họ có một cái cây dính ra, họ dính lên cho mình coi nè, mình đứng ở trên thì họ nhảy xuống dưới mình cái con đó lên cho mình coi. Rồi cái loại tiếp theo đó là cái loại rắn mà nó có khuôn ngọc độc, thì người ta không có nuôi nó ở ngoài, người ta nuôi ở trong những cái hang. Mà hồi xưa tụi tôi chơi đánh mắt đó, là tới với cái hang của nó xong rồi xì nó, thì cái xong cái nó hình cái mang lên, cái cảm thấy thích, nó phá gì đó, thì nó hình mang lên. Thì ở trong cái chặt đám đó thì nó có một cái nhà sư tầm, cái gọi là cái nhà triển lãm đó. Thì ở đó nó có nhiều cái vật thụ đó, người ta ngâm rượu rắn, và những cái con rắn mà người ta ngâm á, thông thường là nó đám hổ mang, thông thường nó cũng có hình mang lên như vậy rồi. Thì tụi tôi mới thắc mắc, mới hỏi là tại sao nó hình. Thì ở đó có một cái chú cứ hỏi chụp hình, hỏi chụp hình cái đó lâu năm rồi ha. Thì chú giải thích đó là sở dĩ mà nó có thể là nó phình lên như vậy á,
người ta nhét cái lò xo vô. Có một cái lò xo như đó thì để cho nó mình mang ra và nó dựng đứng lên thì trông nó có vẻ là nó đẹp mắt hơn, chứ còn con rắn thì nó chết thì các bạn thấy nó cũng như bình thường thôi, nó đâu có phình lên được. Cái đó là do kỹ xảo của con người mình làm. Rồi mình tiếp tục ha. Thì mình những cái dược liệu mà dùng để làm ngâm rượu á thì có thể là thảo mộc nè, rồi có thể là động vật rắn, tắc kè, sương hổ, cá ngựa. Dung môi mà dùng để làm thuốc, làm rượu thì chắc chắn là rượu đúng không? Thì cái hàm lượng mà cồn nó là từ 40-60%. Do là cái rượu này dùng để uống với liều khá lớn nên là rượu ngoài nó là cái gọi là cái dung môi để cái sức mạnh chất thì nó còn có cái tác dụng dược lý như là dẫn thuốc, thành huyết, tiêu ứ, giảm đau, tăng cường hấp thu thuốc. Cho nên là nhiều rượu thuốc còn được dùng cho những cái trường hợp như là tiêu sưng, giảm đau, kích thích tiêu hóa hoặc là kết hợp nhiệt đồng giữa những cái dược liệu chấp dẫn nhằm phát huy tốt cái tác dụng của dược liệu ha. Ngoài ra thì một số cái nguyên liệu động vật còn có mùi tanh như là rắn, sắt, kè thì khi mà ngâm rượu thì cái mùi vị nó được cải thiện rất là nhiều. Đó là nghĩ thì mình thấy là những cái loại động vật này nếu như mà dùng phần thuốc bổ thuốc tây thì sẽ rất là tanh và hôi, còn nếu như mà mình chuyển sang dạng ẩm của mình ngâm rượu thì nó sẽ giảm được cái mùi tanh rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì mình có thể thêm đường vào ha, tại vì nó khác với lại hồn thuốc thì cái độ thuốc này mình có thể thêm đường vào để tăng cái độ nhớt lên, và tăng cái độ nhớt thì nó sẽ giúp là nó bảo quản được tốt hơn, nó ổn định cái dược liệu nhiều hơn. Rồi về công dụng á thì do là thêm từ cái nhiều loại dược liệu phong phú cho nên là cái độ thuốc được dùng với là một cái diện khá là rộng, có thể là bồi dưỡng, kích thích tiêu hóa hay là trừ phong thấp hay là giải độc. Ngoài ra thì còn có dụ để sau bớt bên ngoài nó để sát trùng, giảm đau hay là tiêu sưng. Rồi về ưu điểm thì cái phương pháp mà điều chế rượu này nó khá là đơn giản. Mình chỉ ngâm rượu với lại cái dược liệu thôi. Rồi hấp thu nhanh, tác dụng nhanh, bảo quản dễ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái dược liệu của nó là không có sử dụng được cho một số cái đối tượng không có dùng rượu như là phụ nữ hay là trẻ em thì là không có dùng được. Rồi về kỹ thuật bào chế rượu này mình sẽ qua các cái bước sau. Thứ nhất là mình sẽ xử lý ha. Thì những cái dược liệu ngoài cái dược liệu ra mình có thể là mình dùng cao thuốc nữa, và cái dược liệu của mình có thể là mình sẽ cắt phiến hoặc là mình tán cái bột ra. Trước khi mình tiếp xúc thì mình sẽ làm ẩm cái dược liệu này với dung môi và ủ trong vài giờ để nó ổn định dược liệu. Còn chuẩn bị cái dung môi thì mình sẽ chuẩn bị cái rượu mà muốn ha, chứ không phải là mình dùng cồn nha. Rượu chiết xuất từ cái một loại ngũ cốc và cái nồng độ là từ 40-60%. Rồi chiết xuất thì có nhiều, có ba phương pháp mà hay sử dụng ha, đó là ngâm lạnh, chiết nóng và ngâm kiệt. Các cái phương pháp này các bạn có thể xem ở trong giáo trình của mình, nó cụ thể là chi tiết ha. Ở đây thì tôi nói nhanh qua thôi. Ngâm lạnh nè, đầu tiên là ngâm lạnh thì mình sẽ, đây là cái phương pháp mà hay dùng cho tất cả các loại dược liệu luôn, áp dụng với lại đa số dược liệu. Và mình ngâm khoảng 2 nước. Cái nước thứ nhất đó là mình ngâm từ 7-10 ngày với khoảng là 70% môi. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái dịch chiết và cái bã còn lại á, thì mình sẽ ngâm với 30% cái dung môi còn lại và mình ngâm thêm 2-5 ngày nữa. Rồi ngoài ra thì người ta còn dùng cái phương pháp là ngâm hạ thổ, có nghĩa là đem chôn nguyên cái bình xuống dưới ha. Và cái chôn cái này thì người ta tới chôn tới vài năm lần, và hàng trăm ngày ha, xin lỗi, hàng trăm ngày. Rồi cái phương pháp mà chôn hạ thổ này thì thường sử dụng cho động vật. Rồi còn đối với lại cái phương pháp mà chiết nóng á, ngâm hay là ngâm nóng á,
thì người ta sẽ áp dụng cho những cái dược liệu mà đã có cấu tạo mà rắn chắc, có chiết xuất và có khả năng là chịu được nhiệt. Thì đó là dược liệu Trung Quốc, người ta sẽ quy định cái cách tiến hành như sau. Đó là cho dược liệu vào vào dung môi, đun cấp thủy nha, đun cấp thủy chứ không phải là đun trực tiếp, đun cấp thủy cho đến sôi. Sau đó thì sôi xong người ta sẽ đổ vào trong cái bình ngâm và đậy kín và ngâm khoảng 30 ngày, người ta mới rút dịch tiết ra. Rồi còn đối với lại cái phương pháp mà ngắm kiệt á, thì đây là cái phương pháp, nó có cái phương pháp mà nó chiết xuất được tối đa cái hoạt chất và rút ngắn được cái thời gian chiết xuất. Thì để mà sử dụng cái phương pháp ngắm kiệt này thì phải có cái bình ngắm kiệt. Cái bình ngắm kiệt này ở trong cái phòng thực hành bào chế của mình cũng có. Sau này các bạn học thì các bạn sẽ xem cái bình ngắm kiệt của nó sẽ hình kiểu như vậy. Thì mình cho dược liệu vô, mình cho dung môi vô, thì cái dung môi nó sẽ đi từ trên xuống dưới, nó đi từ lớp đầu tiên cho đến lớp cuối cùng cho đến kiếp biểu nhỏ xíu ở dưới, thì nó sẽ chiết xuất được cái hoạt chất rất là tốt, là lấy từ trên xuống dưới luôn. Và mình ngâm như vậy khoảng một cái thời gian là 24 tiếng, sau đó thì mình sẽ xả cái dòi đó, mình lấy thuốc trực tiếp ra ngoài. Và khi mà xả dòi thì không phải là xả hào hào, mà mình sẽ xả cho nó nhỏ từng chút. Rồi tiếp tục đó là mình sẽ bước tiếp theo, đó là mình sẽ pha rượu. Đây là cái giai đoạn mà mình phối hợp cái dịch tiết riêng, cái chất điều vị và cái nước. Mục đích chính của giai đoạn này đó là điều chỉnh thành phẩm có độ rượu và mùi vị thích hợp. Cái độ rượu khi mà mình chiết xuất đó là từ 40-60%, nhưng mà cái độ rượu và cái thành phẩm đó là từ 20-30% thôi. Cho nên là cái giai đoạn mà pha rượu thì là cái giai đoạn mà mình điều chỉnh cái độ rượu lại ha. Thì khi mà mình pha rượu á thì mình sẽ tiến hành theo cái nguyên tắc, đó là phối hợp từ các cái dịch tiết, cái nồng độ, những cái thành phần mà nó gần nhau trước, đồng thời là phối hợp những cái chất ổn định, cái chất trung gian hòa tan vào. Rồi đóng chai, nhãn hiệu, kiểm nghiệm chế phẩm, kiểm nghiệm với lại bảo quản mình cũng xem giám định ha. Nãy giờ là kiểm nghiệm với lại cái bảo quản là mình xem giám định thôi. Rồi thì đó là xong cái phần mà đồ thuốc, siro và cao hút, đó là những cái thành phẩm mà về chất lỏng. Còn những cái dạng mà dùng ngoài đó là cao so với lại cao dán, thì các bạn xem giáo trình nha. Rồi bây giờ thì sẽ có một vài câu hỏi trắc nghiệm gửi đến các bạn. Mình sẽ mở cái cao hút trước, các bạn nào